Chào các bác nhá. Cò giả, cò xốp phục vụ cho các bác chơi đánh bẫy cò nhá. Đây. Mấy hôm trước thì các bác cũng có hỏi cò xốp, cò giả bên bên xốp mình có không? Thì lúc đấy là tôi cũng bận quá, bận nhiều việc quá anh em chưa làm được nhá. Thì bây giờ là anh em đang cố gắng sắp xếp thời gian làm cò giả để cung cấp cho các bác nhá. Cò giả ở đây nó là cò bằng xốp. Cò bằng xốp thì hiện giờ đang có hai cái gọi là hai mẫu, hai hình thức. Và cái phần thân ấy là bằng xốp cứng hết rồi. Phần thân bằng xốp cứng hết rồi. Còn về phần cổ, phần đầu này ấy, thì sẽ có hai kiểu. Một, đó là kiểu bằng xốp cứng là như này. Kiểu xốp cứng như này. Tô mắt này, sơn màu vàng này. Cái này là xốp cứng các bác nhá. Xốp cứng có nghĩa là các bác mà mạnh tay bẻ nó sẽ gãy. Đó, bẻ nó sẽ gãy. Đấy. Cái này nó có que tre để làm cái xương cắm lên phía trên này cho nó cứng hơn này. Và cái mỏ, trong cái mỏ này sẽ có một cái tăm. Có một tăm cắm để cho nó chống bị gãy. Đấy, cắm vào thần thân này thì sẽ tạo thành con cò giả này các bác nhé. Đây cò giả này. Rồi có cái hình thức thứ hai ấy, nó là cái đầu cò, cái cổ cò này sẽ làm bằng cái xốp mềm. Cái xốp mềm này thì ưu điểm của nó là nó sẽ mềm, nó không bị gãy. Đấy, không bị gãy nhá các bác nhé. Cái này tôi còn chưa hoàn thiện, nó chưa hoàn chỉnh. Hoàn thiện xong thì sẽ sơn cái mỏ này màu vàng này. Đấy, hoặc là kiếm băng dính vàng quấn nó vào thì sẽ thành mỏ vàng. Tô cho cái mắt nó đậm thêm. Cho tô mắt đậm thêm. Thì bây giờ nói chung đây là gọi là cò xốp, cò giả thì các bác cứ đặt mua đi thì tùy từng lô hàng, tùy từng cái thời điểm có cái cò bằng xốp mềm, cổ bằng xốp mềm thì tôi gửi, còn không thì gửi bằng cò bằng cổ bằng xốp cứng. Nói chung là tùy từng thời điểm nhá. Cứ miễn là có cò giả cung cấp cho các bác nhá. Đấy, đã có cò giả cung cấp cho anh em nhá. Thì ngoài cái cò giả này ra thì mọi phụ kiện khác xốp đều có, như là thẻ que tre để cuốn keo. Thẻ tre để cuốn keo này. Đối với thẻ tre này là thẻ tre được vót gia công, vót thủ công, vót thủ công bằng tay đấy các bác nhé, không phải hàng nào bằng máy đâu. Đấy. Các bác nào mà không thích chơi thẻ que tre thì các bác chơi thẻ que que nhựa carbon. Que nhựa carbon thì nó nguyên bản một vòng dài như này, thì sẽ cắt ra từng mẫu một, mỗi một que là 50 phân, mỗi que là 50 cm để cho quấn keo nhé. Thẻ que nhựa carbon này, thì các bác thích chơi một que nhựa cũng được, một que tre cũng được. Thế rồi keo cò siêu dính. Keo cò siêu dính thì sẽ đánh, sẽ đóng gói cho các bác là một nọ. Một nọ 1 kg. Một nọ 1 cân 1 như này. Đấy, các bác mua Văn Ngại để chơi một nọ này này. Có thể là quấn cho được 800 đến 1000 que. Đấy, chơi Văn Ngại đánh cả vụ luôn. Đánh cả vụ luôn nhá. Thế các bác nào mà chơi chuyên nghiệp thì các bác phải mua nhiều hơn 5 cân 10 cân. Tùy theo khối lượng mà các bác đặt hàng thì shop đều có cung cấp cho các bác nhé. Đầu tiên là nó ở trong cái thùng thùng sơn nước, thùng to ấy, 20 cân ấy, 20 ký ấy. Thì đây là đã được xốp lấy ra cắt sang bên này rồi. Thì đây là cái keo siêu dính, màu trắng, không màu, không mùi, không vị, siêu dính nhá. Dính cả trong môi trường mà có mưa luôn vẫn dính bình thường, miễn là sao là lông của cò, lông chim nó khô là vẫn dính nhá. Rồi, xin cảm ơn các bác. Các bác cập nhật được thông tin cần nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại xốp theo số điện thoại trên màn hình nhá. Cò giả này, cò xốp này, cò xốp bằng đầu bằng xốp cứng này, cò xốp đầu bằng xốp mềm này, thẻ que tre cuốn keo này, thẻ que nhựa cuốn keo này, keo cò siêu dính này. Đấy, tất cả những cái phụ kiện giúp các bác bẫy cò nhá. Rồi, xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong cái video clip sau nhá.